Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp thứ năm ngày mùng 10 tháng 6 năm 2021, và theo âm lịch hôm nay là ngày mùng 1 tháng 5 năm Tân Sửu. Ngày này là ngày Kỷ Sửu, tháng Giáp Ngọ, năm Tân Sửu, và ngày hôm nay là ngày hoàng đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Bính Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Đinh Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Kỷ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Nhâm Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Giáp Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Thanh Long, giờ Ất Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Minh Đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ Giáp Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Ất Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Chu Tước, giờ Mậu Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Canh Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Tân Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Quý Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Cao Trận. Về ngũ hành niên mệnh, tích lịch hỏa, ngày Kỷ Sửu tức can chi tương đồng thuộc thổ, và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm, tích lịch hỏa, kỵ tuổi, quý mùi, ất mùi, ngày thuộc hành hỏa khắc với hành kim, đặc biệt là tuổi, quý dậu, ất mùi thuộc hành kim không sợ hỏa. Ngày sửu lục hợp với tý, tam hợp với tỵ và dậu thành kim cục, xung với mùi, hình tuất, hại ngọ, phá thìn và tuyệt mùi. Về tuổi xung khắc trong ngày, tuổi đinh mùi, ất mùi, tuổi xung trong tháng, tuổi mậu tý, nhâm tý và canh dần. Về các sao tốt xấu trong ngày có các sao tốt như sao địa tài tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương, sao thánh tâm tốt mọi việc, nhất là cầu phúc, tế tự, sao cát khánh tốt mọi việc, sao âm đức tốt mọi việc, sao kim đường hoàng đạo tốt mọi việc. Sao xấu trong ngày gồm có sao nguyệt phá, xấu về xây dựng nhà cửa, sao nguyệt hỏa, xấu đối với sửa sang nhà cửa, đổ mái, xây bếp, sao nguyệt hư hay còn gọi là sao nguyệt sát, xấu đối với việc giá thú, mở cửa, mở hàng, sao nhân cách, xấu đối với việc giá thú, khởi tạo, sao độc hỏa, xấu đối với sửa sang nhà cửa, đổ mái, xây bếp. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần hướng đông bắc và tài thần hướng chính nam. Sau đây, mời các bạn đoán xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ năm ngày mùng 10 tháng 6 năm 2021. Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên, mời các bạn đoán xem tử vi tuổi Tý thứ năm ngày mùng 10 tháng 6 năm 2021. Với bạn tuổi Tý bước sang ngày thứ năm này, thầy tử vi chỉ ra rằng bạn tuổi Tý đang trải qua một ngày rất tốt, hoàn thành tốt mọi công việc được giao nhờ có được sự nâng đỡ của tam hợp cục phù trợ. Ngày này với bạn tuổi Tý, với sự sáng tạo và thông minh của mình, bản mệnh có thể nghĩ ra nhiều phương pháp khác nhau để giải quyết nhiệm vụ, tạo được ấn tượng tốt đẹp với người khác và cấp trên nữa. Với những thử thách trước mắt cũng chính là cơ hội để cho bạn tuổi Tý thăng tiến, vì vậy bạn cũng cần phải nhanh chóng nắm bắt, chớ nên chần chừ, do dự để cơ hội trôi qua một cách đáng tiếc. Quý nhân phù trợ sẽ khiến cho mọi việc với bạn càng trở nên dễ dàng và trôi chảy hơn. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Tý cũng đang gặp ngày có thổ thủy xung khắc. Cái điều này nhắc nhở bản mệnh tuổi Tý rằng trong gia đình bạn đang tồn tại một vài mâu thuẫn không thể bỏ qua. Nếu như vợ chồng có điều gì đó mâu thuẫn thì cần phải nói chuyện rõ ràng với nhau, không nên giấu ở trong lòng như vậy.
Vài tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim, công việc được thuận lợi, đạt được mục tiêu đã đề ra. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy, bạn là người thông minh, tinh tế, có khả năng gắn kết mọi người. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa, có được cơ hội thăng tiến, hãy mạnh dạn để nắm bắt. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh Thổ, cần phải quyết đoán hơn, chớ nên chần chừ, do dự. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh Mộc, vợ chồng mâu thuẫn nên nói rõ mọi chuyện với nhau. Vài đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ năm này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 23, số 46, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh da trời, màu trắng, quý nhân phù trợ tuổi Thìn, tuổi Thân, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Sửu thứ năm ngày mùng 10 tháng 6 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ năm này với bạn tuổi Sửu á, cho chúng ta thấy là bạn tuổi Sửu đang gặp được ngày có thiên tài phù trợ. Cái điều này sẽ giúp cho bạn tuổi Sửu có thể phát tài bằng nghề phụ của mình trong ngày hôm nay. Và có thể trước đó bạn đã đưa ra quyết định đúng đắn và nay chính là cơ hội để cho bạn thu nhập thành quả xứng đáng với mình. Ngoài ra, trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Sửu, bản mệnh cũng có thể phất lên nhanh chóng dựa vào vận may của mình. Tuy nhiên, bạn cũng cần phải nhớ rằng có làm thì mới có ăn, không nên phụ thuộc quá nhiều vào vận may mà không chịu đổ mồ hôi công sức nhé. Trong ngày thứ năm này với bạn tuổi Sửu, bạn cũng đang gặp ngày có thổ khắc với mộc. Cái điều này cho thấy với bạn tuổi Sửu cần phải dành nhiều thời gian để trò chuyện với nửa kia của mình. Đừng có cho rằng mình đã quá thấu hiểu mọi chuyện mà đưa ra những quyết định độc đoán, không quan tâm tới cảm xúc của người ta. Vài tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim, phát tài nhờ vào những công việc làm thêm. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy, có thể phất lên nhanh chóng nhờ vào vận may. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa, hãy chứng minh giá trị của bản thân mình bằng hành động thực tế. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ, không nên sống phụ thuộc vào bất cứ ai hoặc là điều gì. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh Mộc, dành thời gian để trò chuyện với nửa kia nhiều hơn. Và đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ năm này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 20, số 75, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu xám, quý nhân phù trợ tuổi Tý, tuổi Tỵ, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Dần thứ năm ngày mùng 10 tháng 6 năm 2021. Với bạn tuổi Dần bước sang ngày thứ năm này, thầy tử vi chỉ ra rằng bạn tuổi Dần đang gặp ngày có kiếp tài tác động. Cái điều này làm cho bạn tuổi Dần có được sự nhiệt tình và thẳng thắn, nhưng dễ hành động thiếu lý trí, thậm chí là manh động nữa. Và điều này khiến cho bạn tuổi Dần dễ vướng vào những rắc rối không đáng có và cần tới sự giúp đỡ của người khác nếu như muốn khắc phục hậu quả nhé. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Dần, trong công việc bạn cũng cần phải giữ vững lập trường của mình, không nên nghe theo những lời xúi bẩy của những kẻ luôn rình rập quanh mình. Tính tham lam thường không đem lại kết cục tốt đẹp cho bất cứ ai. Vì vậy, với bạn tuổi Dần, bạn cần phải học cách hài lòng với những gì mà mình đang có. Xem tử vi ngày thứ năm này với bạn tuổi Dần, ngày này là một ngày khá tốt để cho bạn thực hiện những công việc trọng đại. Tuy nhiên, riêng đối với việc động thổ, làm nhà, bản mệnh nên chờ đợi một thời điểm khác sẽ thích hợp hơn, tránh vướng phải những rắc rối xảy ra với mình. Vài tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh Thủy phải đối diện với nhiều rắc rối trong công việc. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh Hỏa, tinh thần tiêu cực, có ý định muốn buông xuôi. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh Thổ, không nên nghe theo lời xúi bẩy của kẻ xấu. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh Mộc, biết hài lòng với những gì mà mình đang có. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh Kim, nên thực hiện theo những kế hoạch mà bạn đã định sẵn.
Và đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày thứ năm này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 50, số 88, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lá cây, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Tuất, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Mão, thứ năm, ngày mùng 10 tháng 6 năm 2021. Với bạn tuổi Mão bước sang ngày thứ năm này, thầy tử vi chỉ ra rằng bạn tuổi Mão đang gặp ngày có mộc khắc với thổ. Cái điều này cho thấy về mối quan hệ giữa bạn tuổi Mão và con cái đang ngày càng trở nên xa cách. Và bạn tuổi Mão có thể sẽ cảm thấy không hài lòng vì con cái không được như kỳ vọng mà mình đã đặt ra. Tuy nhiên với bạn tuổi Mão, không nên nóng nảy áp đặt con cái quá nhiều. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Mão, cái chuyện tình cảm của bạn và người ấy cũng có thể xảy ra sự tranh cãi vì những quan điểm không thống nhất được với nhau. Bạn tuổi Mão không nên cứng nhắc, một mực cứ giữ ý kiến của mình mà cần phải mở lòng và sẵn sàng lắng nghe những điều người ấy nói cái đã. Trong ngày này với bạn tuổi Mão lại đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh. Cái điều này cũng cho thấy bản mệnh tuổi Mão là người bảo thủ trong công việc, khó tiếp thu những điều mới mẻ, và bạn cũng đừng có để cho đây trở thành là nguyên nhân khiến cho bạn tụt lùi lại phía sau và để cho người khác vượt qua một cách dễ dàng như vậy. Về tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy, mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái có sự căng thẳng. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa, không nên áp đặt ý kiến của mình lên người khác. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ, hãy lắng nghe ý kiến của các thành viên trong gia đình. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc, bảo thủ trong cách giải quyết công việc chung. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim, đừng tạo cơ hội để cho người khác vượt qua mình dễ dàng. Và đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ năm này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 21, số 85, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh rêu, màu xanh chuối, quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Thìn, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Thìn, thứ năm, ngày mùng 10 tháng 6 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Thìn cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Thìn đang chịu ảnh hưởng của cục diện ngũ hành tứ hình xung Thìn Tuất Sửu Mùi. Cái điều này khiến cho bạn tuổi Thìn dễ gặp phải những trục trặc trong công việc. Kẻ tiểu nhân có thể ném đá giấu tay, gây chuyện thị phi khiến cho bạn tuổi Thìn bị người khác nghĩ sai về bạn. Bạn cũng cần phải giữ bình tĩnh hết sức khi đối diện với mọi vấn đề xảy ra với mình. Đặc biệt trong ngày thứ năm này với bạn tuổi Thìn, bạn nên nhớ là không nên nóng nảy, nói năng cần phải cẩn trọng dù là tình huống trước mắt có khó khăn đến đâu đi chăng nữa. Bạn hãy cứ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình, rồi mọi người sẽ nhận rõ trắng đen mà thôi. Và ngày thứ năm này với bạn tuổi Thìn, bạn cũng đang gặp ngày có thủy khắc với thổ. Cái điều này cho thấy đối với những bạn đang còn độc thân, đang có xu hướng khép mình lại và ngại giao tiếp với mọi người. Bạn tuổi Thìn, bạn cảm thấy mình chưa sẵn sàng cho những mối quan hệ tình cảm mới vì vẫn vướng phải những bóng hình trong quá khứ. Về tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh Hỏa, dễ gặp phải trục trặc trong công việc. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh Thổ, kẻ tiểu nhân ném đá giấu tay, gây chuyện thị phi. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh Mộc, chớ nên nóng nảy, nói năng thiếu suy nghĩ. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh Kim, hãy tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh Thủy, không muốn mở rộng mối quan hệ với mọi người. Và đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ năm này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 26, số 37, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường
màu nâu, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Thân, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Tỵ, thứ năm, ngày mùng 10 tháng 6 năm 2021. Với bạn tuổi Tỵ bước sang ngày thứ năm này, thầy tử vi chỉ ra rằng bạn tuổi Tỵ đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh. Cái điều này làm cho bạn tuổi Tỵ phải đối diện với nhiều rắc rối xảy ra. Và bạn tuổi Tỵ có thể cảm thấy chán nản, mệt mỏi, thậm chí là có ý định muốn buông xuôi nữa. Với những cảm xúc tiêu cực khiến cho công việc của bạn lại càng khó hoàn thành hơn. Và với bạn tuổi Tỵ, khi rơi vào tình trạng quá căng thẳng, bạn có thể để cho bản thân mình có được một khoảng thời gian ngắn để nghỉ ngơi và xốc lại tinh thần. Tuy nhiên, bạn cũng đừng vội bỏ cuộc, bởi nếu như bạn bỏ cuộc lúc này thì mọi cố gắng của bạn trước đây cũng sẽ đều đổ xuống sông, xuống bể. Trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Tỵ lại đang gặp được ngày có hỏa sinh cho thổ vượng. Cái điều này cho thấy với bạn tuổi Tỵ đang có mối quan hệ rất hài hòa với nửa kia của mình. Đôi bên thường hay tâm sự với nhau những việc xảy ra hàng ngày. Nhờ thế mà cả hai càng lúc càng trở nên thấu hiểu, thông cảm cho nhau. Vài tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh hỏa phải đối diện với nhiều rắc rối trong cuộc sống. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh thổ, nên cho bản thân mình có được khoảng thời gian nghỉ ngơi. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh mộc, công việc khó hoàn thành vì những suy nghĩ tiêu cực. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh kim, không nên bỏ cuộc dù trước mặt bạn có gặp phải khó khăn đi chăng nữa. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh thủy, mối quan hệ vợ chồng có được sự hòa hợp và thấu hiểu. Vài đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ năm này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 10, số 22, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thân, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Ngọ, thứ năm, ngày mùng 10 tháng 6 năm 2021. Với bạn tuổi Ngọ bước sang ngày thứ năm này, thầy tử vi chỉ ra rằng bạn tuổi Ngọ, bạn là người vốn rất tài giỏi, nhưng trong ngày hôm nay do sự tác động của cục diện ngũ hành tương hại, cho nên bản mệnh tuổi Ngọ dễ đánh mất đi sự bình tĩnh. Bạn sẵn sàng gây gổ với mọi người vì bất cứ nguyên nhân, dù là lớn hay là nhỏ, và điều này khiến cho mọi người không muốn hợp tác với bạn nữa. Trong ngày này với bạn tuổi Ngọ, bạn cũng dễ dàng mất đi sự kiên nhẫn và quyết định gác lại những công việc khó khăn, cần sự tỉ mỉ và khéo léo. Bạn cần phải tự tạo động lực cho mình, bởi nếu như bạn cứ bỏ dở công việc giữa chừng như vậy thì càng lúc bạn sẽ càng ngại khi bắt tay vào làm việc trở lại. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Ngọ lại đang gặp được ngày có hỏa sinh cho thổ vượng. Cái điều này cho thấy với bạn tuổi Ngọ luôn quan tâm tới những thành viên lớn tuổi trong gia đình của mình. Do đó, dù có bận rộn đến mấy đi chăng nữa thì bạn tuổi Ngọ cũng sẽ luôn sắp xếp thời gian về thăm nhà hoặc là gọi điện hỏi thăm người trong nhà nữa. Vài tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh kim, dễ mất bình tĩnh, gây gổ với người khác. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh thủy, làm việc trong bầu không khí căng thẳng. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh hỏa, mất bình tĩnh khi giải quyết những công việc khó khăn. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh thổ, dễ bỏ dở công việc giữa chừng. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh mộc, quan tâm tới gia đình, đặc biệt là cha mẹ của mình. Và đánh giá của bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ năm này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 23, số 59, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu tím, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Mùi, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Mùi, thứ năm, ngày mùng 10 tháng 6 năm 2021.
Với bà tuổi Mùi bước sang ngày thứ năm này, thầy tử vi chỉ ra rằng bà tuổi Mùi đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung thìn tuất sửu Mùi. Cái điều này khiến cho bà tuổi Mùi trở nên quá mức tự tin, thành ra chủ quan. Bản mệnh tuổi Mùi kiêu ngạo, tự cho rằng mình có thể hiểu và giải quyết được mọi chuyện, cho nên không muốn lắng nghe lời khuyên của bất cứ ai. Và với bạn tuổi Mùi trong ngày này, bạn cũng cần phải đặc biệt chú ý tới cách ăn nói của mình, tránh làm mất lòng người đối diện, nhất là đối với những ai đang có thiện ý với mình. Nếu là cấp trên và muốn góp ý cho ai đó, thì bạn tuổi Mùi cũng nên dùng những từ ngữ uyển chuyển, tránh để cho người nghe bị tổn thương. Trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Mùi, bạn cũng đang gặp ngày có thổ khí vượng, và lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn là bạn chớ nên cố chấp với những suy nghĩ của chính mình, bởi chưa chắc hướng suy nghĩ hiện tại của bạn đã là chính xác, và đôi khi bạn sẽ nhận thấy sự việc có hướng giải quyết đơn giản hơn nhiều nếu như bạn thay đổi góc độ quan sát vấn đề đi bạn nhé. Về tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh Kim, quá mức tự tin cho rằng mình có thể làm được mọi việc. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh Thủy, không muốn lắng nghe ý kiến của người khác. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh Hỏa, chú ý trong cách nói năng, tránh làm mất lòng người khác. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh Thổ, không nên cố chấp với quan điểm của mình. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh Mộc, có cái nhìn linh hoạt hơn khi giải quyết công việc. Về đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 23, số 28, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu xám, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Hợi, tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Thân thứ năm ngày mùng 10 tháng 6 năm 2021. Với bạn tuổi Thân bước sang ngày thứ năm này, thầy tử vi chỉ ra rằng bạn tuổi Thân đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng. Cái điều này cho thấy đối với những bạn đang còn độc thân, rất vượng vận về đào hoa, bản mệnh dễ dàng gây được ấn tượng tốt với những người khác giới nhờ vào cách nói chuyện hài hước dễ mến của mình. Và đây là cơ hội tốt để cho bạn mở rộng các mối quan hệ xã giao, biết đâu bạn sẽ tìm được ra người ấy thì sao. Trong ngày này, đối với những bạn đã lập gia đình rồi thì được tận hưởng một bầu không khí hòa hợp giữa các thành viên trong gia đình. Mọi người trong nhà luôn tâm sự với nhau mọi vấn đề xảy ra trong cuộc sống và sau đó cùng tìm cách giải quyết vấn đề sao cho hợp tình hợp lý nhất có thể. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Thân cũng đang gặp được ngày của chính quan chiếu mệnh, và đây là dấu hiệu tốt cho con đường công danh sự nghiệp của bạn. Nếu như bạn tham gia thi cử tuyển chọn trong ngày hôm nay, bạn có thể sẽ đạt được kết quả khả quan, và quan trọng là bạn phải tin tưởng vào chính bản thân của mình nữa. Vài tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh Thủy, nhân duyên nở rộ, nhiều người yêu mến. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh Hỏa, dễ gây ấn tượng tốt đẹp cho mọi người. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh Thổ, quan tâm tới các thành viên trong gia đình. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh Mộc, khẳng định được vị thế và vai trò của mình. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh Kim, gặp nhiều may mắn nếu như bạn tham gia các buổi thi cử tuyển chọn. Về đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 14, số 26, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu vàng kim, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Dậu, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Dậu thứ năm ngày mùng 10 tháng 6 năm 2021. Với bạn tuổi Dậu bước sang ngày thứ năm này, thầy tử vi chỉ ra rằng bạn tuổi Dậu là người có kinh nghiệm phong phú, dễ khiến cho mọi người thán phục và tin tưởng.
dưới sự giúp đỡ của tam hợp cục phù trợ, sẽ làm cho bản tử dậu dễ dẫn dắt mọi người đi tới thành công nhờ vào chính tài chỉ huy và tầm nhìn xa trông rộng của mình nữa. Có điều trong vận trình ngày thứ năm này với bản tử dậu, bạn cũng cần phải chú ý tới tính cách nông nổi, hiếu thắng của mình. Và trước khi giải quyết việc gì, bạn cũng nên suy tính kỹ, trước sau cẩn thận, không nên mù quáng lựa chọn những việc nằm quá với khả năng của mình. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Dậu, bạn lại đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng. Cái điều này cho thấy, về phương diện tình cảm của bạn trong ngày hôm nay, rất tốt đẹp, bạn và người ấy càng trở nên thấu hiểu nhau hơn. Và nếu như bạn còn chưa kết hôn, hai bạn có thể bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này nữa rồi. Chắc chắn hai bạn sẽ nhận được sự ủng hộ của mọi người xung quanh nữa. Về tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh thủy, nhận được sự khâm phục, tin tưởng của mọi người. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh hỏa, có tầm nhìn xa trông rộng, dẫn dắt mọi người. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh thổ, không nên mù quáng, vội vàng đưa ra quyết định. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh mộc, mối quan hệ giữa vợ chồng được tốt đẹp. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh kim, suy nghĩ kỹ càng trước khi đưa ra quyết định. Về đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 70, số 87, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Thìn, tuổi Thân, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Tuất, thứ năm, ngày mùng 10 tháng 6 năm 2021. Với bạn tuổi Tuất bước sang ngày thứ năm này, thầy tử vi chỉ ra rằng bạn tuổi Tuất đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung, Thìn Tuất Sửu Mùi. Cái điều này khiến cho bạn tuổi Tuất nói năng quá mức thẳng thắn. Chính vì vậy mà cho dù mục đích của bạn là tốt đi chăng nữa thì bạn vẫn phải nhận nhiều phản ứng trái chiều. Bạn cần phải chú ý hơn tới cách diễn đạt của mình trong ngày hôm nay. Trong công việc, bạn tuổi Tuất ngày này, nếu như gặp phải trở ngại, bạn cũng không nên đầu hàng ngay lập tức. Nếu nhận thấy vấn đề vượt quá khả năng giải quyết của mình, bạn cũng đừng có ngần ngại, xin sự trợ giúp từ đồng nghiệp hoặc là những người có nhiều kinh nghiệm xung quanh, bởi hành động đó không hề thể hiện bạn là người kém cỏi. Và trong ngày thứ năm này với bạn tuổi Tuất, nếu như bạn có ý định xuất hành đi xa thì bạn nên lựa chọn những hướng tốt như là Hỷ Thần hướng Đông Bắc và Tài Thần hướng Chính Nam. Đây là hai hướng sẽ giúp cho bạn công việc gặp được nhiều điều may mắn, suôn sẻ, thuận lợi. Về tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh hỏa, quá mức thẳng thắn dễ làm tổn thương người khác. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh thổ, chú ý ăn nói nếu không muốn nhận sự phản đối của mọi người. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh mộc, nhờ sự giúp đỡ của mọi người xung quanh. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh kim, không nên đầu hàng khi mới gặp phải khó khăn. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh thủy, học hỏi kinh nghiệm từ những người đi trước. Và đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 34, số 49, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu xám, màu nâu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Thân, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Hợi, thứ năm, ngày mùng 10 tháng 6 năm 2021. Với bạn tuổi Hợi bước sang ngày thứ năm này, thầy tử vi chỉ ra rằng bạn tuổi Hợi đang gặp được ngày của chính ấn chiếu mệnh. Cái điều này cho thấy với bạn tuổi Hợi có được cơ hội thăng tiến tốt nếu như bạn đang làm trong các lĩnh vực liên quan tới công danh, sự nghiệp. Và bạn tuổi Hợi, bạn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và dễ nhận được sự tin tưởng của những người lãnh đạo nữa. Vì vậy với bạn tuổi Hợi, bạn không nên bỏ lỡ thời cơ tốt đẹp để cho cơ hội rơi vào tay người khác. Bản mệnh có thể đã hài lòng với thực tại và không muốn nhận những trọng trách lớn lao, song bạn cũng không nên để cho kẻ khác
nâng tay trên những điều có thể thuộc về mình. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Hợi, bạn lại đang gặp ngày có thổ khắc với thủy. Cái điều này cho thấy về phương diện tình cảm của bạn trong ngày hôm nay lại không được như ý muốn. Cái chuyện tình cảm của bạn với nửa kia không được yên bình. Có thể tất cả những gì bạn đang nghĩ chỉ là hiểu nhầm mà thôi. Bạn cần phải trò chuyện thẳng thắn với nhau trước khi đưa ra bất cứ phán xét gì bạn tuổi Hợi nhé. Vài tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh hỏa nhận được sự tin tưởng của cấp trên và đồng nghiệp. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh thổ không nên để cho cơ hội rơi vào tay của người khác. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh mộc hài lòng với thực tại, không muốn tiếp thu, tiếp tục cố gắng. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh kim có cơ hội thăng tiến một cách nhanh chóng. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh thủy hãy trò chuyện thẳng thắn với nửa kia. Và đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ năm này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 49, số 67, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Sửu, tuổi Dần. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và gặp lại.